Chào bên em, bánh cơm của CB đến nhà luôn. Giới thiệu bên em một cây cùm rừng bên em ha. Dòng xì rí bên em, đọc đỏ, đọc đẹp luôn bên em. Mấy dòng mà dòng đời đầu bên em. Thì anh em mình yêu thích alo ha, với số điện thoại Zalo 0932411987. Cái thân của nó thì bằng ngón chân cái của anh em mình á. Nhưng mà nó nằm trên một cái bệ đế riêng của nó nè. Bệ gốc bự anh em thấy không? Bệ gốc bự nè. Đây dấu tích rễ mà mình lấy mình cắt ở ngoài tự thiên nhiên về cho nó lớn rồi nè quý anh em. Cùng này cùng một cốt với anh em. À, tính từ mặt chậu này trở lên nó cao 1m1. Cái chậu luôn nó cao tầm 1m30 với anh em, ra chậu là 20. Lọt lòng 40 với anh em. Cây này là 2 người B rất nặng với anh em. Ép đất Nhật rồi đó. Chứ bình thường cây này nếu mà ép chậu thường chắc cây này cũng phải 3 người B à. Đây. Thì quý anh em mình yêu mến alo, số điện thoại Zalo 093 241187 hàng Sơn Vương nha quý anh em. Xiên đàng hoàng nha. Được ha. Xiên đàng hoàng nha quý anh em. Mấy dòng này quả thì khỏi phải chê luôn. Bảo hành cho quý anh em luôn. Chuẩn quả đàng hoàng luôn anh em ha. Buổi sáng chưa tưới nước thì nhìn nó cái lá nó không có được bóng. Em thấy coi sen nè, những cái đọt sen khi mà nó dè rồi đó. Cái cây này cây cụm rừng nguyên bản một cốt rất đẹp. Đây đây mình yêu thích alo, số điện thoại Zalo 093 241 1987 nè. Mấy cái tàn nó là bấm giật hả đó quý anh em. Mà đang mới bấm giật thì nó mới nứt lá đợt 1. Thì chờ đợt 2, đợt 3 nó đầu nó xum xê, nó phủ tàn dày rất là nhanh. Quan trọng là mình có, mình nuôi một cái bộ cốt rất là lâu, bộ xương rất là lâu. Này mình yêu thích cái cây này alo ha, để mình đem sang vườn ăn xương bấm giật hết á. Đọt đỏ quá nè, xiên đọt đỏ quá nè, ở dưới đây nè mình đo rất là lớn, nó đo hoàn tròn khoảng gần cái 70-80 ạ. Đấy, anh em dễ hình dung. Anh em yêu thích tác phẩm alo với số điện thoại Zalo 093 241 1987 với nha. Anh yêu thích tác phẩm alo với số điện thoại Zalo 093 241 1987 với nha. À, cái mặt trước mình để trống, còn mặt sau nó phủ rất là dày tàn, cái bộ tàn về sau rất là dày nha quý anh em, sau lưng nó rất là dày luôn nha. Mặt trước là mình để trống là một chút để anh em mình dễ nhìn thấy thân cốt, thân chi dáng nha quý anh em. Ok quý anh em, cảm ơn quý anh em cần cho lưu alo với số điện thoại Zalo 093 241 1987 quý anh em.